hơn, bữa nay cho mẹ em gặp anh mẹ em bên hôn, mẹ em bên hôn. Sáng vô làm anh bay ăn được cái là được lòng người lớn lắm. Giờ chơi khuya cái giờ anh vô Sài Gòn lâu chưa bé? Em ở ngoài nào? Dạ em vô được chưa em học ở trong Sài Gòn. Mình ở Nha Trang hay ở chỗ luôn? Ở Cam Ranh. Cam Ranh nè. Ủa dưới bắt cóc theo hả? Dạ. Thì biết riêng dưới. Hai dưới thì đó cóc riêng dưới. Bố đứa được không? Một cái đại ao vừa thầy đi Nghi Trang. Một cái đại ao vừa thầy đi Nghi Trang. Thôi Nghi Trang, Nghi Trang. Một cái đứa tụi một cái đuôi như con kia thì đâu, cái đuôi này là tâm hai ngoài. Còn con là tâm mũ liên mà. Cái đuôi này là tâm hai ngoài. Còn con là tâm mũ liên mà. Khác mà hà lắm đâm mà thọt mà không được. Anh là gần sân bay hả? Dạ. Sân bay dạ. Ở đây nhiều cam lắm. Ở đây nhiều cam lắm. Cái khu này là cam lập cam gì cam 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 Giờ chơi khuya cái giờ anh thấy hát lô to không? Số gì đây con số gì đây? Số gì đây con số gì đây? Ra con mấy con mấy gì đây? Cháo lên ba tì mô dao. Cô thường trao trong thông khóc nhẹ hồi khói khóc nhẹ. Trong cái trái trong cái nhà mày hồi vui cái cây. La 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 dây thun của quân trại chú là con số một là con số một. Giờ tới Hoàng Phương nhé, số 5 rồi không? Số 5 hả? Ừ. Năm nay siêu chiếc xe tăng. Thôi hát thử đi. Ai ba giờ số gì ra được cả ra con mấy còn mấy gì đây? Con mấy gì đây? Hát. Năm anh em nhưng mà chỉ xe tăng, năm bông hoa nữa cùng. Năm ngón tay trên một bàn tay đã lên trận nhà mười liên vòng. À ha. À. Rồi tao ra con số nào? Ha ha chúng tính tháng thứ năm đấy chị. Ha ha chúng tính tháng thứ năm đấy chị. Ha 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 là ra số năm của Thái. Bây giờ chúng ta phải hát 4 phương trình, chúng ta sẽ ra 1 đúng không? Đúng không? Rồi đây chung vui, con bằng kia giọng nói tiếng cười. Nắm tay tất cả tay thằng ai, ta cho nhau những lời thiết tha. Ta cho nhau những lời thiết tha. 1, 2, 3, 4, 5 Con số 5 cái gì vậy bà nội? Con số 5 nha. Số gì ra được ra con mấy gì đây? Con mấy gì đây trèo lên cái mít nhúc nhúc thì gai đâm. Con số 5. Trời nó gọn nhẹ được cái đó. Nhanh nhẩu luôn vậy đó. Bây giờ thử giờ số 10 đi. Ba thương con nha. Rồi. Ba thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con giống ba. Cả nhà ta cũng yêu thương nhau. Con số 10. Hôm nào cô mời Ân với lại Phương qua hát mô tô chơi. Đi chị ơi. Đúng rồi, là những người trong cộng đồng Phương mà. Không từ chối. Tất cả đều là boss. Chỉ có ở đây tôi là support thôi. Tôi là support thôi.
Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Số hết bài số 79 số 79. Rồi. Số lớn gì vậy? Vô. Trong căn nhà quan vườn dưng có ma nó lú rụt ra làm em cái hết hồn. Con ma đậu đinh hàm răng nó trắng tinh nó lú rụt ra làm em cái giật mình. 79 79 mình cũng đang nhờ nhiều cái sự giúp đỡ để mà mình liên hệ, mình nhờ sự hỗ trợ đến từ hai hoa hậu Miss Ren chính hãng, còn Hương Nam tổ chức là Miss Ren RN Ren hàng parody. Hương Nam International 2023. Úc Bạch Khải, Miss Grand Australia. Australia. Ấn tượng chất lượng. Và hứa hẹn sẽ mang để tạo ra những hoa hậu mà mùa tiếp theo không dám tổ chức nữa. Tại vì tiêu chí của cuộc thi là vui thôi. Còn cái mặt nó éo lè lắm. Mọi người coi mùa 1 mọi người biết rồi đó. Còn đây nè, chính hãng ta kìa đó. Cây Thiên Long Miss Grand Việt Nam. Miss Grand Anh Hoa. Còn của tôi thì thôi chị em nói tới được. Sao chị nói gì vậy ơi, mình tự tin. Mình là chính mình. Tôi nói chuyện tình tin được. Ông lão đánh cá và con cá vàng. Nguyễn Thị Mượt Sĩ Thanh quá là dịu he. Tôi nói cỡ nào tự tin cũng như tuột hết em ơi. Không, chị biết chị buồn quá, chị em chị về quê đó là đoàn chuyển khai hát á. Chị cũng đưa khác chứ tụi kia có sợ. Kể đi nha.